Diệu Nhi nè, Ninh Dương Lan Ngọc nè, Puka nè. Puka mà có Gin Tuấn Kiệt ngồi đây rồi sao Puka mời nữa không? Thì bởi vậy em với lại chị Bu đã từng tham gia chung rồi đó anh Giang. Chương trình không thể nào mời lại như vậy được. Flashback. Sao ngại ngùng vậy? Sao vậy chị? Tháng đi quay không nói tiếng nào hết. Ủa sáng ở chung nhà hả? Không. Còn em cài giúp chị không? Câu đây khó lắm, mình câu cá là nhanh hơn nè. Tôi sẽ tìm những cặp phi công và máy bay ở trong cái showbiz này. Gin Tuấn Kiệt, Puka. Tin em lắm luôn á, Gin Tuấn Kiệt. Just me. Ừ. Nhưng đến phút cuối em phải quay xe thôi. Puka. Chúng ta chờ xem. Đúng hả? Dạ. Anh Giang cứu bé kìa. Xin hãy tự cứu lấy mình. TH2T thanh mát sảng khoái hoàn toàn từ thiên nhiên. Bởi vì nói thì nói, trước đoán cũng khó. Làm sao tự tin được lúc mà em Ti Long chuẩn bị kết thúc á, các em bảo thôi chết rồi bây giờ mình lên thì sẽ như thế nào? Tại vì thực ra khi mà hát 1.000, 1.000 ca sĩ nghệ sĩ bên kia làm sao mình đoán được, mà người ta còn đánh lừa mình nữa. Thế nên là bây giờ tôi hên xui thôi. Quan trọng đó là cái cảm giác của mình, rồi cái phán đoán của mình nữa, xem cái người đấy có gọi là ghê gớm hay không nữa. Em sẽ hỗ trợ anh tới cùng. Ok anh tin em. Tình anh em có bền lâu hay không Nhật Tuấn Kiệt? Nên đừng tin Gin Tuấn Kiệt, tin Nhật Phong thì được. Tin em, anh tin em. Ok. Gin Tuấn Kiệt bây giờ cũng hư rồi. Gin Tuấn Kiệt bây giờ cũng hư rồi. Tin Long cũng không, Ti Long không đáng tin luôn hả? Không đáng tin luôn. À diễn viên nha. Gái nha. Gái nha. Rất thích hát. Hoa sen. Đẻ trong bông sen. Cái gì? Và thích đi bay, làm tiếp viên hàng không hoặc là phi công nữ. Muốn hỏi gì không? Diễn viên nữ thích hát nhiều lắm, trời ơi. Đúng. Đa số diễn viên nữ đẹp thích hát. Diệu Nhi nè, Ninh Dương Lan Ngọc nè, Puka nè. Puka mà có Gin Tuấn Kiệt ngồi đây rồi sao Puka mời nữa không? Thì bởi vậy em với lại chị Bu đã từng tham gia chung rồi đó anh Giang. Chương trình không thể nào mời lại như vậy được. Lan Ngọc à? Diệu Nhi à? Diệu Nhi chắc giờ bận lắm. Lan Ngọc, Diệu Nhi, Sam. Không, em nghĩ là chị Diệu Nhi không bận đâu. Tại vì giống như là đã có chồng rồi, ăn bờ gia thất rồi, giờ rảnh chơi game show. Mà sơ hở là hát luôn hả? Đúng. Rồi cái gì? À, thích hoa sen. Có máy bay riêng. Diễn viên nữ có chuyên cơ riêng á. Ai mà giàu dữ ta. Trong một clip của chúng tôi có một vài điểm để đánh lừa người chơi để họ đoán sai. Chuyên cơ riêng á, hoặc là hay đi lại bằng máy bay. Đúng đó. À, khả năng là cô này là người miền Bắc, hay bay vào Nam. Bay vào Nam. Anh còn có chị Sĩ Thanh nữa. Sĩ Thanh vừa là diễn viên cũng hát được luôn đúng không? Mà chị hồi xưa chỉ làm điều phối của trong sân bay luôn á. Đó là liên quan tới máy bay luôn. Sĩ Thanh thì quá quen với anh rồi. Nói cái câu đó chi là lát đó không ra nếu là Sĩ Thanh. Nhưng mà bây giờ làm biết sao mình phải hát thì mình mới biết được là ai. Rồi, đồng ý. Vô. Mời nhân vật bí ẩn số 2. Wow. Gì mà la dữ vậy? Wow. 8k nha anh, em thấy bởi là có kép có đào luôn á. Dáng đẹp nha. Đừng có lừa em nha. Không, đẹp thiệt mà, đẹp hả mọi người? Đẹp. Cái dáng á, cái body. Dáng đẹp. Cái dữ liệu khó hiểu nhất là máy bay. Tôi cũng nghĩ nó liên quan vậy luôn á. Hay có phi công. Tôi sẽ tìm những cặp phi công và máy bay ở trong cái showbiz này. Harry Won Trấn Thành hả? Đó là một cặp. Đúng không? Anh Tú Diệu Nhi đúng không? Gin Tuấn Kiệt, Puka. Ê, bắt đầu thấy hấp dẫn rồi đó. Khó liền. Hát chưa? Hát nha. Và bây giờ chúng tôi xin mời âm nhạc. Chính núi ta từng có phút em đêm trước ngày giông tố đến tìm, đến khi nhận ra nên quý hơn những ngày tháng sống bên nhau thì mình muộn mất rồi. Giờ này anh có lẽ dù sao thì em cũng mong anh luôn bình yên. Và xin lỗi vì chẳng đến chúc phúc cho anh. Vì ngày hôm nay em cưới rồi, vụn vỡ vết thương đau mãi trong tim. Người đàn ông may mắn ấy từ nay đã có. Chỉ muốn đến đây gặp em một lần để thấy em hạnh phúc thế nào, rồi anh đi. Vì ngày hôm nay anh cưới rồi, mãi sao em sống thế nào? Một người đã mang cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới. Là lên rất là xuống hả? Khó liền, khó liền. Đây không phải là một giọng ca bình thường, đây là một hiện tượng của âm nhạc. Đúng. Hiện tượng làm lu mờ trí não của Quốc Thiên. Ai? Who? Is? She? Cái mà ban đầu mình đang rất tự tin là mình sẽ đoán được cái người này, nhưng mà tới lúc mà nhảy quãng từ quãng đằng dưới này này cái nhảy lên quãng trên hát đấy. Nhật Phong biết không? Đoán là chị Sam. Ti Long. Sam luôn. Sam luôn. Em cũng Sam. Cả ba bạn đều đoán là Sam. Có người nhỏ nhỏ như này thì mà đẹp như này, nhỏ nhỏ xinh xinh như này. Và em đã từng xem một cái video trên mạng là chị Sam đang hát quảng tắm trên và có thể lò xuống dưới một cách tỉnh queo. Trời, cỡ Sam là biết lên mắt 81 không? 3 phút sau là ở ngay hầm dưới xe B3. Đúng. Nhưng mà nhìn mặt ba cậu em này không tin được. Đúng vậy. Mời mở mặt nạ ra. 3, 2, 1. Xin mời. Đẹp ha, đẹp ha. Lâu lắm gặp lại. Trời ơi. Hỏi gì ạ? Sen ơi. À alo. Dịu dàng, dịu dàng. Dạ. Em xin lỗi lúc nãy anh nói là em hát dở nhưng mà không phải đâu, chắc là em lừa anh đúng không? Dạ. Em hát dở thiệt. Em hát dở thiệt, em khẳng định câu đấy thì anh lại mất lập trường của anh rồi. Rồi sao em lại có dữ kiện của em là có hoa sen, em thích hoa sen nên là tên của em ở nhà là Sen. Mẹ em thích hoa sen. Anh xem clip á, anh thấy có cái chuyện gì chuyên cơ, em hay đi chuyên cơ hả? Hay là em bay ngoài Hà Nội vào đây? Dạ, tại em sống ở bển nên lúc đi lúc về. Ở bển là bển nước ngoài hay là bển đình? Dạ. À, bên nước bạn. Các anh ở dưới ngồi bảo là có body khét lẹt nữa hả? Đẹp lắm hả mọi người? Đẹp. 90, 60, 90 luôn hả? Đúng rồi. Đẹp lắm anh ơi. Ủa 19, 10 cái gì tóc tiên á anh? Dáng đấy nếu mà dáng cỡ tóc tiên thì phải là Lan Ngọc à? Ô, Diệu Nhi dạo này cũng ok lắm mà. Nói cho mấy bạn đó, bạn nào cũng đẹp đẹp dáng hết. Em có gia đình chưa? Gia đình ai cũng có mà. Có ba, có má, có mình chứ. Hợp lý nha. Có gia đình của riêng em hay là em có người yêu chưa? À, em... hả? Hỏi gì vậy? Em có người yêu chưa? Dạ, nhiều lắm. Quê em ở đâu? Người trong Nam hay ngoài Bắc? Dạ. Em... hỏi hết chưa? Thôi, hỏi lại quên rồi. Quê em ở trong Nam hay ngoài Bắc? Tại vì nãy giờ anh thấy em nói miền Trung. Miền Nam, quê nội ở miền Bắc, em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Miền Trung là có Phương Lan nữa. Đúng rồi, Phương Lan nữa, đúng rồi. Rồi sao? Ti Long với Phong nói cho anh coi. Nè, bây giờ em nhìn nhân dạng này đi. Em mô tả một tí cho anh Thiên biết. Dáng thì đẹp lắm anh. Anh nghĩ như thế nào khi là cái suy nghĩ của em là chị Lâm bị dạ? Thì em nghĩ là chị Sam. Anh thấy mặt em giống y chang mặt anh lúc nãy. Nghĩ cái gì? Ta lộ cái mặt ra luôn, còn nghĩ cái gì đó chị Sam mà. Em đang gợi ý cho anh ý. Ý là mặt của Nhật Phong y chang mặt em nãy ngồi dưới chỉ cho Ti Long á. Cái sự gian dở nó truyền lại đó. Dạ. Rồi, Gin Tuấn Kiệt thì sao? Anh phải tin em, anh tin em. Thực sự là chị Sam xuất hiện gỡ mặt ra rồi mà là chị Sam. Sam hả? Cái mặt em rất thiệt luôn á. Sao dập mặt chị? Mẹ em dạy là không được ăn gian nói dối cho nên em nói thiệt. Ủa, khoan. Mẹ vậy là không được ra nói dối hả? Dạ. Là nghe lời mẹ dữ chưa? Tôi nói thiệt. Trời ơi. Rồi nha, để xem nha, sau cái này là nghe lời mẹ là không nghe lời mẹ nha. Thực ra như này này, lúc nãy ban đầu khi mà nói là diễn viên mà hát thì chỉ có những cái cô bé đấy thôi. Nhưng mà mình thì mình ấn tượng nhất là với giọng hát của Diệu Nhi và Puka. Nói thật, dễ nhớ quá, hát mà cảm giác đem lại cái sự tích cực cho người khác á. Thì nó sẽ ăn sâu trong tiềm thức của mình. Anh nói vậy là họ sẽ hát hoài đó. Ồ vậy hả? Là hát nữa đó. Thì hát giải trí thì nên hát. Thôi mình chốt luôn hả? Chốt luôn. Đây chính là... anh tin em lắm luôn á, Gin Tuấn Kiệt. Just me. Ừ. Nhưng đến phút cuối em phải quay xe thôi. Puka. Chúng ta chờ xem. Đúng hả? Dạ. Anh Giang cứu bé kìa. Xin hãy tự cứu lấy mình. Mời cái giọng này không chạy đâu được hết. Giờ này em có lẽ rất vui. Người em yêu chung bước không quay lại nhìn. Dù sao thì em cũng mong anh luôn bình yên. Phải xin lỗi vì chẳng đến chúc phúc cho anh. Vì ngày hôm nay em cưới rồi, vụn vỡ vết thương đau mãi trong tim. Người đàn ông may mắn ấy từ nay đã có em. Chỉ muốn đến đây gặp em một lần để thấy em hạnh phúc. Rồi anh đi. Vì ngày hôm nay anh cưới rồi. Mang cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới. Ngày em đêm nhớ trên đời là ngày chúng ta xa mãi một người. Điều duyên đến nay mình trả hết rồi. Vì ngày hôm nay em cưới rồi, mai sau anh sống thế nào? Chúng ta xa mãi một người. Nợ duyên đến nay mình trả hết. Rất lỗi lắm giờ đến lỗi lắm người. Nhờ duyên đến nay mình trao hết rồi. Như vậy là Quốc Thiên đã đoán chính xác. Đây là Puka. Thực ra hôm nay nhìn qua thấy Thiên thấy đứng cặp, tưởng hai người đứng hát nhau đó. Là dạ, có người chồng người... em. Dạ xin giới thiệu với anh. Quay qua chào anh Thiên anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Chào anh Thiên. Chồng em. Nhưng mà em anh lâu lắm rồi mới gặp lại. Mà tại sao anh nhận ra giọng em liền? Anh nghe giọng của em trên vô tuyến, trên YouTube, trên TikTok mà kia mà. Đâu có phải là mình gặp nhau là anh mới nghe giọng em đâu, đúng không? Lỗi của chị rồi, chị sơ hở là chị hát á, cho nên là ai cũng nhận ra hết. Muốn chị đừng có hát nhiều. Em hát nhiều lắm đúng luôn á. Là tính ra là em hát nhiều hơn em diễn luôn hả? Không phải là hát nhiều hơn diễn, diễn mới nhiều hơn. Nhưng mà phần hát ấn tượng hơn diễn. Anh ủng hộ, anh ủng hộ. Sao mặt anh không có nhiệt tình chứ nhỉ? Lúc đầu anh cũng nghĩ là kiểu là tiếp viên hàng không. Dạ, tiếp viên hàng không thì cũng liên quan đến em á, dữ kiện liên quan đến em á. Tại ngày xưa em cũng thi học viện hàng không á. À dạ. Được rồi. Tại thi rớt hả? Đúng rồi, đúng rồi. Tôi tưởng là chuyện này ai cũng biết rồi à. Nên không có còn quê nữa. Bây giờ Quốc Thiên đã đoán chính xác là Puka nên nhận được vui miệng của chương trình. Mời Gin Tuấn Kiệt trao giùm anh. Wow. Cảm ơn em. Rồi, anh sẵn sàng chưa? Anh sẵn sàng rồi, em phải quỳ xuống đúng không? Có phương tiện này sẽ có lợi thế ở phần cuối chương trình. Thì tất cả mọi thứ bây giờ là phải từ Nhật Phong. Bởi vì mình phải giành lại được phương miện. Nếu không, mình cũng không có lợi thế. Thưa quý vị, người đầu tiên đó chính là Puka. Một giọng hát tràn đầy năng lượng của Sadek. Cảm ơn anh đã giới thiệu về quê em. Mình chọn bài hát gì ạ? Dạ, một bài hát mà em đã hát từ nhỏ tới lớn. Từ nhỏ tới lớn. Đó là bài mà karaoke em thường hay đi hát. Là bài? Vầng Trăng Khóc. Vầng Trăng Khóc. Dạ. Ngày xưa là Nhật, Tinh Anh và Khánh Ngọc hát. Dạ, hy vọng là anh chị sẽ không coi ạ. Hy vọng là anh chị sẽ không coi ạ. Bình thường hơi lo. Anh chị sẽ vẫn vỗ tay cho bạn trình diễn vui vẻ sau đây. Bạn trình diễn vui vẻ. Đúng vậy. Bây giờ xin hỏi là bao nhiêu phần trăm em tự tin em sẽ nhận ra được giọng hát bên kia bức tường? Dạ. Người hát cùng với em. Đúng vậy. Là ai không quan trọng. Quan trọng là em được hát. Quan trọng là em được hát. Nếu như bên kia bức tường là Mạc Văn Khoa, nhận ra không? Ra liền. Nếu bên kia bức tường là Lê Dương Bảo Lâm, nhận ra không? Quá dễ. Nếu bên kia bức tường là Gin Tuấn Kiệt, nhận ra không? Có thể. Tại sao có thể? Tại vì nghe nhiều mình quen. Em nghe nhạc Gin nhiều hả? Dạ có nghe chứ. Ví dụ những bài nào? Không thể yêu ai được nữa. Không thể yêu ai được nữa. Kẻ may mắn. Hết. Hết. Còn chứ. Không, ý là nghe ra hai bài đó. Gin mới ra bài mới em chưa nghe à? Bài gì ạ? Chiếc máy bay định mệnh. Chiếc máy bay định mệnh. Có hả? Có. Anh chọc quay. Đang áp lực mà anh còn chọc nữa. Mà có phải Gin không? Kể cả MC cũng không được biết người bên kia bức tường. Chỉ khi nào ra hát, mở mặt nạ thì mình biết thôi. Nếu mà là Gin Tuấn Kiệt có hai em dơ vậy cho chị biết nha. Ký hiệu, nghe ký hiệu Và trước khi trình bày chúng tôi luôn có một clip để nói về nhân vật bí ẩn bên kia bức tường. Trong đó có nhiều chi tiết để cho người chơi bên đây dựa vào đó, cũng như nghe giọng hát và bắt đầu tìm ra tên của nhân vật bí ẩn đó. Ngay sau đây là clip dành cho tất cả chúng ta. Sáng sớm ra anh ấy ăn sáng, anh không có đánh răng, anh ăn vậy không đánh răng, xong kẻ chân mày, rồi xong kẻ chân mày, xong xịt nước hoa, xịt nước hoa, xịt nước hoa luôn, lái xe. Có mặt nạ, chắc anh đi. Ủa kẻ đi ra rồi đắp mặt nạ là sao? Kẻ chân mày xong đi ra spa. Kẻ chân mày để đi ra spa đắp mặt nạ. Dạ xong đi về ngủ. Xong đi về. Đợi về. bắt đầu ăn. Sáng dậy ăn liền? Ăn liền. Không đánh răng? Không đánh răng luôn. Khó đó không biết, không thấy trên hình. Sau đó là đi làm đẹp, lái ô tô đi làm đẹp. Làm đẹp xong đi về nhà ngủ lại. Đi về nhà ngủ lại. Trước khi ra đường là vẽ chân mày đắp mặt nạ. Ủa sao giống Lê Dương Bảo Lâm quá vậy ta? Trước khi ra đường vẽ chân mày. Em nghĩ là không phải ca sĩ đâu, không phải ca sĩ đâu, không phải nghệ sĩ đâu. Anh nghĩ tóc dài nha chị. Tóc dài? Dạ. Em thấy là tóc dài giống anh Quang Trung. Ừ, Quang Trung cũng là đắp mặt nạ vậy đó. Đúng rồi, Quang Trung một tí đó. Quang Trung là hay kẻ trước mặt. Chính xác. Đúng rồi. Thôi em đoán được rồi, Quang Trung ạ. Khỏi chơi nữa, về luôn. Quang Trung á là có lúc á là đang ngồi coi tivi nửa đêm, tắm rửa tẩy che xong ra ngồi coi tivi, đang coi xong tự nhiên đi đâu mất tiêu, xong lát đi trở ra ngồi coi tiếp, cái hỏi là ủa đi đâu Trung? Đi kẻ chân mày. Cái hỏi sao kẻ chân mày? Đang coi tivi cái lúc mà màn hình đen xuống á, nhìn thấy mình trong tivi á thấy nhợt nhạt quá cho nên đi kẻ chân mày cho đậm đà lại. Gì vậy? Đó là Quang Trung, có thể đó là một gợi ý đúng á. Tóc thì hơi màu một tí, hơi bạc. Tóc bạc hả? Tóc kiểu dạng ánh kim một tí, nhuộm ấy. Nhuộm hả? Vâng. Quang Trung có bao giờ nhuộm tóc? Thế chị tin em hay không? Có những điều chỉ là cài cắm chứ không phải là sự thật. À, chưa bao giờ mà tôi bị ép tim đến như vậy. Vượt qua rồi quý vị ơi, đã vượt qua giai đoạn khó khăn rồi. Ủa, hả? Lần một đã xong rồi. À, lần 1. Em muốn hát dài lắm sao? Dạ muốn hát thêm nữa. Khán giả chỉ cần em hát ngắn là đủ rồi. Và như vậy là nhân vật phi ân của chúng tôi đã xuất hiện và đã hát chung với Puka. Chúng ta chỉ biết nhân vật nam này là ai. Puka có phân tích gì về giọng hát này không? Nãy giờ chưa nghe được gì hết. Sao vậy? Em lo hát, lo nghe nhạc không ạ? Tại vì em sợ vô trễ á. Và bây giờ mời nhân vật phi ân đầu tiên mở bằng này. Sao khán giả đứng lên vậy anh à? Khán giả ở đây là một trong những khán giả có tâm nhất hệ mặt trời. Luôn đứng lên cổ tay nồng nhiệt khi nhân vật biểu xuất hiện. Ai cũng vậy hả? Ai cũng vậy thôi. Ai? Máy 73. Máy 73. Dạ. 73. 73 là ai? Chỉ có ba chị ở nhà để 73 thôi. Đây là 73 chuẩn. Dạ, đúng 73 chuẩn luôn hả? Mình có quyền nói chuyện trực tiếp, muốn hỏi gì hỏi. Ủa nói được không anh? Vâng. Alo. Em chào chị ạ. Con gì mới kêu vậy? Chị, à vậy là nhỏ tuổi hơn. Chị, chào em. Vâng ạ. Ai trời? Hỏi đi. Em ơi. Vâng em ạ. Sao em chậm vậy? Em có chậm đâu ạ. Con gái hả? Trai. Trời trời. Trai, sao giọng điệu vậy? Thì đó. Da trắng lắm. Da trắng thì chỉ có Quang Trung thôi. Trung hả? Trung nào cơ? Quang Trung ở quận 2 đúng không? Vâng ạ. Em có thân với chị không? Cũng thân ạ. Có chơi chị không? Có chơi chị không? Có biết. Em có chơi với chị ạ. Em chơi với chị đâu chưa? Cũng lâu rồi ạ. Bao nhiêu năm tình bạn chúng ta? Bao nhiêu năm thì chị tự đếm đi hỏi làm chi. Em có thích ăn ốp la không? Có. Em có thích đi spa không? Có. Có thích hát ca không? Có. La cà? Không ạ. Em có diễn hài không? Có. Hát hay không? Cũng hay ạ. Nhà chị ở quận mấy? Quận 8 ạ. Đó. Em qua nhà chị có mấy thành viên? Có chị với Elvie. Wow. Elvie là con chó đó quý vị. Puka có nuôi một con chó tên là Elvie. Em biết mẹ chị không? Biết ạ. Bữa em qua nhà chị mẹ chị nấu gì cho em ăn? Đó. Hôm em qua đâu có mẹ chị ở nhà đâu. Lần gần nhất em qua là có Chris Phan đi. Có Chris Phan hả? Vâng. Vậy là Quốc Khánh. Chị quên à, hôm mập hôm qua xong rồi Chris Phan ở với Quốc Khánh ở ngoài chơi game, em vào phòng chơi với chị đấy. Trời ơi. Khoan cho chị chạy lại dữ liệu cái. Em vô phòng chơi với chị. Chơi gì chị chỗ? Em sự về offline với chị đấy. Vậy là Quang Trung rồi, không khác, không thể nào sai được. Nhưng mà không lẽ người ta nói thật như vậy hả? Ai mà biết những chuyện tế nhị của em với. Mà ốp la là cái gì? Là trứng ốp la hả? Dạ. Trứng ốp la thì có gì để tâm sự? Thì nó là món yêu thích của em, cho nên là em tâm sự với chị cách chế biến mới nhất. Wow. Cách chế biến ốp la nè. Em có một cái tên nào chưa? Em nghĩ là Quang Trung. Nhưng mà nếu mà nói quạch tẹt ra hoài như vậy thì có thể không phải Quang Trung. Đúng vậy. Nếu mà Quang Trung đến đây thì phải lừa em chứ hả? Hoặc có thể là Quang Trung. Chị với em có làm việc chung chưa? Có. Mình làm gì với nhau? Làm hè. Làm hai. Có bao giờ thấy mình xong cá nhau chưa? Chưa. Khó quá vậy ta. Quốc Khánh, Quang Trung, Minh Dự. Mà đẹp trai chứ không phải đâu. Ủa ai sao biết đẹp trai? Nãy hai bạn mới nói. Em tin hai người này hả? Thấy mắt hai đứa nó sáng rỡ á. Khi mà dở mặt nạ ra đúng không? Chị phải tin em thấy đẹp trai thật. Tại vì đẹp cái không? Đấy là phản xạ tự nhiên của em không bao giờ lừa dối được cảm xúc ấy. Ủa em không bao giờ lừa dối được cảm xúc. Vâng, đẹp là em mắt sáng. Gin Tuấn Kiệt. Không. Người này cao hơn chị một tí. Cao hơn nửa bức tường này. Em cao mét nhiêu? Em cao 1m74. Em mang giày size mấy? Size bao nhiêu chị tự nhớ đi. Em mặc đồ size mấy? Mặc đồ size của em. Bữa em có mới tặng chị cái gì đó, em nhớ không? Cái gì đó? Chị nhớ thì chị nói đi, hỏi em làm chi? Không, bữa em mới tặng chị cái gì đó, em đi Mỹ về á. Lâu rồi em đâu đi Mỹ đâu. Hồi lúc trước á. Chị còn thiếu quà sinh nhật của em thì chưa đưa đó. Từ năm ngoái chị nói chị mua xong chị vứt vô kho tới giờ luôn đó. Người này miệng rộng nha chị. Miệng rộng. Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm mà nãy giờ không bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng vậy. Lê Dương Bảo Lâm nãy giờ là nuốt luôn bức tường này rồi. Đúng rồi. Đúng chưa? Miệng rộng. Ai trong showbiz miệng rộng? Trung nè. Trung là size XL đó. Xin hãy cho một cái tên đi ạ. Tên cuối cùng là. Khoan cho em hỏi một lần nữa. Hỏi một câu cuối cùng. Ba mẹ em làm nghề gì? Làm nghề kinh doanh ạ. Mẹ em tên gì? Mẹ em tên gì chị tự nhớ đi, mình thân mà. Ba chị tên gì? Tên gì em quên rồi nha. Nếu như là Quang Trung thì em có bao giờ mặc đầm chị chưa? Chưa. Không phải Quang Trung anh. Ai biết? Thấy mọi người lắc đầu quá kìa. Ali Hoàng Dương. Ở đây khán giả chỉ có một biểu cảm thôi. Em thật. Quốc Khánh. Gin Tuấn Kiệt. Âm thanh lớn hơn là Gin Tuấn Kiệt. Đó đi ạ. Hai em có thể giúp đỡ chị một chút xíu nào đó không? Em gợi ý cho chị thêm một cái nhá. Lưng hơi kiểu khòm khòm ấy. Lưng hơi khòm khòm. Bị còng lưng hả? Kiểu vậy. Ai ta? Ông ngoại chị. Ai mà nghệ sĩ mà lên lưng khòm khòm như vậy? Đoán đi ạ. Hai đứa biết người này không? Biết. Biết kia. Hai đứa biết người này có với chị có thân với nhau không hay là có chơi với nhau không? Thân hả? Mặt thật không? Mặt rất thật nha. Không Duyên, chị tin tưởng em. Dạ cũng thân hả? Cũng thân. Thân hả? Dạ. Người này là ca sĩ hay là? Ca sĩ. Ca sĩ đúng không? Ca sĩ diễn viên luôn. Nhưng mà đi hát trước hay là đi ca trước? Em ơi em đi hát trước hay đi diễn trước? Lúc này lúc kia. Không, ý là từ lúc mà sinh ra đầu đời của em á. Lúc sinh ra là em đi học trước. Đoán đi ạ. Ý chị là khi em bước ra đời làm nghề á là em đi hát trước hay là em đi đây. Ủa lố hả? Em không biết tại lo nói chuyện á. Thế không đi lên không... Đứng đây là thấy rồi chơi gì nữa. Không có thấy sao thấy được, em đứng tới đây à. Đoán ai? Em thấy có cọng lông lú lú ra màu bạc. Ai? 5 4. Quang Trung. Không chính xác. Chưa. Em mới. Ủa đâu phải chương trình gì đâu. Em đoán mà em chưa chốt. Em có từ chốt. Không chính xác là nói chơi thôi mà. Ôi nó hết hồn. Ai? Gin Tuấn Kiệt. Nó đó. Phải không? Chính xác. Anh có nói chơi không? Đoán đi ạ. Anh nói hay đúng lắm. Ở đây có fan của Gin không ạ? Không có hả? Có fan Quang Trung không ạ? 5 4 3 2 1. Đây là Gin Tuấn Kiệt. Đúng không ạ? Mệt thật đấy. Không phải hả? Không phải Gin. Những cái tên hồi nãy em kể có một người. Có hả? Quốc Khánh. Nhưng không, giờ Quốc Khánh không phải giống như hồi nãy. Đây là cái mì được chúng tôi làm effect rồi. Còn hát là họ tự chế giọng họ ra. Chọn cuối cùng là chỉ có thể là Quang Trung thôi ạ. Tiếc cho người. Quý vị thân mến, cuộc đời có những điều cay đắng, có những lúc hạnh phúc, cũng có những lúc dở dang. Puka không nhận ra được Gin Tuấn Kiệt. Lạ lắm rồi nha. Tại sao vậy? Đó là phải hỏi trái tim mình. Hồi nãy em đã nói với anh Gin Tuấn Kiệt rồi. Anh không phải. Hay phải hay không phải là trái tim tự cảm nhận chứ. Nhưng mà hồi nãy cái giọng lúc đầu nghe thụng không thụng lắm. Cái giọng lúc mới hát đầu tiên á. Nghe sao? Thụng. Thụng là sao chị? Nghe kiểu cái người mà thụng như vậy nè. Không giống quá chứ hát bình thường là em nhận ra liền. Hát bình thường thì chơi làm gì? Nhưng mà sao em biết chị với Quang Trung vô phòng tâm sự với nhau? Bữa chung mới kể em nghe. Mà em cũng qua chạy Puka chơi rồi hả? Dạ chưa. Ủa dạ? Chưa ạ. Ủa sao vậy? Đổ mồ hôi quá. Chưa nhà chị Puka chơi hả? Dạ chưa, dạ chưa. Vậy hai đứa đi chơi đâu? Em đâu đi chơi, thường đêm đi làm không à. Thì em ngủ cũng còn có nữa. Trời ơi, thằng bé học giỏi mà ngoan ngoãn nữa. Như vậy là Puka không nhận được Gin Tuấn Kiệt. Thì sao ngại ngùng vậy? Sao vậy chị? Tháng đi quay không nói tiếng nào hết. Ủa sáng ở chung nhà hả? Không. Ý là sao? Ý là chị em thân thiết nhau thì phải xi nhan một tiếng. Phải nhắn tin chị ơi bữa nay quay lại lắm mà nha. Thì xi nhan tiếng rồi mình có thể đoán ra nhau. Để chi? Đúng để chị. Để chị đỡ bị phạt. Em thích nhìn chị bị phạt mà. Thôi chờ đợi gì nữa. Thiệt đúng là bên ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm là Gin Tuấn Kiệt. Làm gì ạ? Phạt ạ. Trời ơi. Gì dài dữ vậy anh? Bắt Puka hát nữa thì khán giả không hài lòng ạ. Câu 5 con cá bằng mũ, vừa câu cá vừa hát. Quên hát phải câu lại từ đầu. Trời ơi. Em đội lên hả? Cần em cài giúp chị không? Cổ chị nha em. Tôi tận hình rồi tôi không thấy gì cả. Rồi à, được à. Để coi. Là câu vậy hả? Câu 5 con vừa câu vừa hát. Trời, 2, 3, hát câu. Vì hâm mê giàu sang kêu bán đi hạnh phúc đời mình. Người thân trong cuộc chơi. Khó quá anh ơi. Hát đi ạ. Hát máy tính đó chị. Mỗi ngày tôi tròn một niềm vui. Hát nhạc khó luôn. Các bạn bình thường hát không được, hát nhạc khó luôn. Cho những bông hoa và những nụ cười. Dính này kìa. Tôi chợt biết rằng ngày mai tôi chơi. Thôi không có tập trung nữa. Để xuống đây em chỉ cho nè, để xuống đây em chỉ cho câu nè. Đó, nè, mình câu ở đây khó lắm. Mình câu cá là nhanh hơn nè. Anh này. Bây giờ vậy, bây giờ hãy hát bài gì có chiếc máy bay. Hay là hát bài em tự sáng tác cũng được. Em có sáng tác nhạc đó hả? Có, hát bài có máy bay. Chị đây. Chị bay. Em lái chị không, chị là máy bay. Trời đất ơi, khủng khiếp. Cái gì em cũng làm được. Rồi như vậy là thưa quý vị, Puka đã vượt qua phần thử thách của mình.